game chưa giờ là miễn phí, điều này ai cũng thấu. Căn bản thì những studio cũng là con người mà thôi, và con người thì cần phải ăn. Vấn đề nằm ở chỗ, muốn ăn thì phải có cơm, mà cơm từ đâu ra? Có vô vàn cách mà nhà làm game đã sáng tạo để khiến người chơi móc hậu bao. Một là họ bán game, hai là họ bán nhiều thứ trong game. Vài năm gần đây thì là bán BattleBots, thứ mà họ cho là phát minh kiếm tiền vĩ đại nhất trong lịch sử game học. Nhưng thay loot box bằng BattleBots, liệu thực sự có giúp ngành game tốt lên hay chỉ là đuôi hổ cửa trước, rước beo cửa sau? Hãy cùng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay anh em nhá. Còn bây giờ, ngồi xuống, ăn miếng nước, uống bánh, chúng ta bắt đầu thôi nào. Để biết ông tổ phát minh ra BattleBots là ai, chúng ta cần quay ngược về năm 2013, thời điểm diễn ra giải đấu thể thao The International Dota 2, lần thứ 3 của Valve. Sau 2 lần chơi lớn để xem cộng đồng có trầm trồ bằng cách tự vét túi tiền bản thân làm giải thưởng 1 triệu USD cho đội vô địch. Vào tháng 5 2013, Valve lần đầu tiên giới thiệu tính năng là Compendium trong trò chơi Dota 2. Hệ thống này cho phép người chơi dự đoán rất nhiều thứ xảy ra trong trận đấu và chúng được bán cho người chơi với giá là 10 bị đen. Trong đó, 25% doanh thu sẽ được đóng góp vào giải thưởng. Đồng thời, khi cái bể tiền thưởng này đạt được mốc nhất định nào đó, game thủ Dota 2 sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn khác nhau. Với những tính năng như trên, Compendium đã trở thành một sản phẩm cực kỳ thành công trong việc đem lại lợi nhuận, làm tăng tiền thưởng, đồng thời kích thích người chơi Dota 2 tương tác để nhận quà. Với số doanh thu khoảng 4,8 triệu USD, nó góp được 1,2 triệu bộ giải thưởng, cộng thêm 1 triệu 6 từ Valve tài trợ. Bong! The International dễ dàng đánh bật giải vô địch thế giới Liên Minh Thoại mùa thứ 2, vừa diễn ra trước đó không vị trí giải đấu có tổng giải thưởng lớn nhất lịch sử thể thao điện tử. Và từ đó, Compendium trở thành một sản phẩm truyền thống hàng năm của Valve, thậm chí nó còn được công ty này nâng cấp thêm nhiều tính năng, thử thách, yêu cầu người chơi phải chiến game để hoàn thành nó. Mô típ này cũng đồng thời được áp dụng cho những tựa game con cưng khác của Valve như Team Fortress 2 hay CSGO và được biết đến rộng rãi dưới tên BattleBots. Có thể nói, trong thập niên vừa qua, BattleBots là một bước ngoặt gây ảnh hưởng cực kỳ lớn đến cộng đồng game thủ nói riêng và nền công nghiệp game nói chung. Tại sao á? Đơn giản là vì trước những tác động tiêu cực của Pay to Win từ loot box hay microtransaction, BattleBots được sinh ra như một cái cơ hội để cân bằng giữa việc đáp ứng nhu cầu tăng tiến của game thủ và lợi nhuận cho nhà sản xuất. Tuy nhiên, dù thẻ đã quẹt, tiền đã bay, nhưng chẳng ai sở hữu tất cả những món đồ này ngay từ đầu. Thay vào đó, bạn phải hoàn thành những nhiệm vụ và mục tiêu khác nhau trong trò chơi để đạt được những phần thưởng trong BattleBots. Các nhiệm vụ có thể đơn giản, từ việc hạ gục một số lượng kẻ địch nhất định nào đấy, thắng nhiều trận đấu hoặc phải sử dụng vật phẩm, nhân vật nào đó trong quá trình chơi. Chúng rất đa dạng và hầu như không yêu cầu người chơi bỏ ra quá nhiều chất xám hay kỹ năng cao thủ nào để hoàn thành. Nhưng hầu hết những BattleBots đều có giới hạn, vì thế bạn không hoàn thành đủ, bạn vẫn khả năng bỏ lỡ những phần thưởng đặc biệt dù bạn đã bỏ vốn ra một BattleBots. Tức là nếu bạn mua mà không chơi thì là tiền mất, còn bạn thì trắng tay. Đối với nhà phát hành, BattleBots là một sản phẩm tạo ra lợi nhuận đáng kể, đặc biệt đối với thể loại game trực tuyến nhiều người chơi. Với game thủ, nó đem đến một trải nghiệm chơi mới lạ, tạo động lực, cảm giác hứng khởi khi hoàn thành các thử thách và thu thập vật phẩm mới. Không chỉ vậy, BattleBots còn giúp tăng cường kỹ năng chơi game thông qua những thử thách và mục tiêu đặt ra trong hệ thống thẻ tháng này. Game thủ cơ hội rèn luyện kỹ năng, tăng cường khả năng phối hợp với những người chơi khác cũng như thử chiến thuật mà mình chưa từng dùng trước đó. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu một chút về hình thức vắt sữa chủ yếu trước đó, cái thứ mà BattleBots đã xoán ngồi, loot box. Nói một cách ngắn gọn thì đây là tính năng mở hộp và người chơi sẽ sở hữu những vật phẩm ngẫu nhiên rơi ra theo quy tắc cái gì càng tốt thì tỷ lệ xuất hiện càng thấp, vì không biết trước mình sở hữu cái gì khiến game thủ cảm thấy cực kỳ phấn khích khi mở ra được đồ hiếm. Một biến thể hình thức này chính là gacha. Điển hình như gacha miền Bắc, việc game không đặt nặng yếu tố cạnh tranh như người chơi với nhau, bạn không có đồ ngon, không có nhân vật ngon vẫn có thể qua màn. Đặc biệt là bạn hoàn toàn được quyền lựa chọn chơi với ai, nên nếu người xâm nhập vào thế giới của bạn, các bạn chỉ cần bảo mình cần sự riêng tư rồi sút nó ra mà thôi. Vì vậy, chơi gacha miền Bắc mà còn phải quẹt thẻ thì lỗi là do bạn, không phải do mì chó. Nói chung, vì tính hình xui nên ngày càng nhiều quốc gia điển hình như là Mỹ xem loot box cùng gacha không hơn gì cờ bạc trá hình và bán thẳng tay khỏi đất nước của họ. So sánh với người tiền nhiệm thì chế độ BattleBots được an toàn hơn rất nhiều vì phần thưởng là đều nhau và cố định trước, nên nó tránh khỏi cái mác là đỏ đen. Ngoài ra, lượng tiền mới BattleBots yêu cầu là rất nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với đêm nạp tiền qua gacha. Game thủ chơi miễn phí nhiều giờ liền thì họ chẳng tiếc nuối gì một chút tiền để nạp thẻ tháng để lộ lấy vô số phần thưởng hấp dẫn. Ngoài ra, sử dụng hệ thống này cũng vượt trội hơn so với bán DLC. Nếu DLC là chế độ chơi, là nhân vật hay màn chơi mới thì ngoài khả năng gây mất cân bằng trong game, khiến game của bạn thành pay to win như loot box, nó còn gây ra chia sẻ cộng đồng. Bởi vì việc ghép trận rất khó nên nếu chia thành nhiều chế độ hoặc màn chơi khác nhau là tới công chuyện luôn. Thêm nữa, những người tham gia muộn nhìn vào số lượng DLC trả phí đắt đỏ sẽ rất chần chừ, dù game đó có là free to play đi nữa. BattleBots thường được thiết lập trong 2-3 cấp độ, miễn phí, trả phí và cao cấp.
Trong đó, phiên bản cao cấp có cùng phần thưởng với phiên bản trả phí, nhưng yêu cầu là thấp hơn. Tức là bạn không có thời gian chơi nên ảnh thưởng ư? Đừng lo, bỏ tiền thêm mà bạn cứ nhận thưởng không cần chơi. Chuyện chơi game cứ để chúng tôi lo nhá. Đối với bạn miễn phí, bạn vừa không mất xu nào, vừa được phần thưởng, nên dù phần thưởng ít và cảm giác, nhưng bạn vẫn không có gì để phản đối. Nếu bỏ tiền ra mua bạn trả phí, thì phần thưởng nhiều hơn so với bạn miễn phí, còn lại mọi thứ vẫn y chang. Chính vì lượng tài chính cần đầu tư là khá nhỏ, nên dẫn đến việc người chơi miễn phí sẽ dễ bị dụ dỗ và bắt đầu mua Battle Pass. Chẳng hạn như sau khi hoàn thành Battle Free, tức là Battle Pass không bỏ tiền, bạn sẽ nghĩ, làm hết cái nhiệm vụ rồi, thôi bỏ thêm tí tiền để nhận skin xịn hơn, và đấy là lúc bạn bị nhà phát hành dụ. Dĩ nhiên, dù thuộc loại nào, có bỏ tiền hay không bỏ tiền, thì người chơi cũng dành nhiều thời gian hơn trong game. Chìa khóa Battle Pass là nạp và chơi. Người chơi không thể chỉ nạp tiền rồi nhận phần thưởng như một loot box. Bạn phải thực sự tham gia vào trò chơi. Game có số lượng người chơi càng cao, dễ ghép trận, dễ khoe thành tích. Người dùng chơi nhiều thì cái năm móc ví đa cũng nhiều. Một mũi tên trúng tận hai cái đích. Yếu tố cuối cùng khiến Battle Pass cực kỳ thành công là nó đánh trúng tâm lý FOMO của game thủ. Cho ông nào ít coi video của tôi thì FOMO là viết tắt cụm từ Fear of Missing Out, tức là sợ bị bỏ lỡ hoặc không có một điều gì đó quan trọng hay bạn nghĩ nó là quan trọng. FOMO được xem là một cảm xúc phổ biến trong xã hội kỹ thuật số hiện nay, khi mà các mạng xã hội và truyền thông có thể làm người ta cảm thấy bị cô lập hoặc bị bỏ lại phía sau trong cuộc sống nếu họ không tham gia vào các sự kiện hay trào lưu mới nhất nào đấy. Và các game sử dụng nó để đưa giới hạn thời gian và những phần thưởng duy nhất vào trong Battle Pass, khiến game thủ luôn phải chạy đua với thời gian để có được thứ mà mình đã bỏ tiền ra mua. Nếu không mua thẻ tháng và cày max level thì vật phẩm quý hiếm đó sẽ mất đi mãi mãi. Lỡ nạp lần đầu rồi thì chơi đi em trai, hết hạn Battle Pass mà chưa chơi xong là cái nịt cũng mất tiêu đấy. Quay trở lại với Dota 2, tuy Compendium là điểm xuất phát của Battle Pass, đồng thời cũng là minh chứng cho khả năng thành công đột phá của tính năng này, nhưng thật ra, hào quang của Battle Pass thực sự bùng nổ nhất vào năm 2018 với sự ra mắt của tựa game lớn nhất lịch sử, kẻ được mệnh danh là lửa chuột của phương Tây, Fortnite. Không tốn phí để chơi, tất cả những game thủ cần làm là nhấn nút download rồi chơi. Dễ tiếp cận, dễ làm quen, lại đúng trend Battle Royale đang thịnh hành đã khiến đứa con của Epic Game leo lên top chỉ sau một thời gian ngắn, vượt mặt cái tiền bối PUBG. Đặc biệt hơn hết, Battle Pass lại vô tình tranh con gà đẻ trứng vàng cho Epic Game khi nó được cộng hưởng quá tuyệt vời với vật này. Chỉ với 10 đô, người chơi có cơ hội tiếp cận với hàng tá vật phẩm, trang phục, skin, vũ khí cực kỳ hấp dẫn với điều kiện đơn giản là chỉ cần chơi mà thôi. Chưa hết, khi anh em hoàn thành được một season Battle Pass nào đó, lượng V bất nhận được đủ để mở khóa luôn cả Battle Pass mùa tiếp theo. Có nghĩa là chỉ cần nạp một lần và cày bát đầy đủ thì sau này cứ thế mà dùng mãi, đem vi bất thưởng mùa trước để mua mùa sau. Và sự hấp dẫn ấy thôi thúc cộng đồng game thủ bung tiền không cần suy nghĩ, quá lời so với số tiền bỏ ra. Thậm chí theo nhà phân tích Michael Butter chia sẻ rằng chỉ trong ngày đầu tiên của mùa 3, Fortnite bán được hơn 5 triệu Battle Pass, đem về lợi nhuận hơn 50 triệu USD. Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một ngày. Còn Michael chỉ comment trong vỏn vẹn một câu: đó mới chính là mẫu hình kinh doanh tốt. Đồng thời nhà phân tích này cũng tỏ ra ngoan ngại: tôi nghĩ là một số nhà phát hành sẽ copy ý tưởng đó và chuyển sang bán skin để không có ai phàn nàn việc pay to win phá game. Đừng lo chú hai à, bởi vì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. À không, nó đã xảy ra luôn rồi. Nếu các bạn để ý, gần như toàn bộ game multiplayer ngày nay đều có Battle Pass. Thậm chí, một game chưa có chế độ chơi co-op như Marvel Venture cũng phải nhét Battle Pass vào trong game thì mới chịu được. Nhưng tiếc là không phải pass nào cũng ngon như Fortnite. Battle Pass lẽ ra là tính năng khiến người chơi tập trung vào game và nhận thưởng dựa trên quá trình chơi của mình, thì trong một số trường hợp, chúng mang lại cho người chơi những thử thách vô lý mà bạn cần hoàn thành trong một thời gian quá ngắn. Rất nhiều phát hành vẫn biết cách biến chúng thành một hình thức phát sự game thủ thay vì là tính năng thu hút người chơi. Battle Pass vì nhiều lý do như tôi nói trên mới có cơ hội lên ngôi sau thành công của Fortnite này. Chỉ tiếc là không thoát nổi cái kiếp tranh công cụ phát sự của nhà làm game. Ví dụ đầu tiên là LL. Sau khi mới bắt đầu áp dụng Battle Pass thì họ làm rất tốt trong việc cung cấp phần thưởng và nhiệm vụ cũng khá là dễ dàng để hoàn thành. Nhưng dần dà, Riot bắt đầu tự bóp bản thân của mình bằng việc nớp Battle Pass. Đúng, các bạn không hề nghe nhầm. Họ không cân bằng được tướng, họ nớp tướng. Họ không cân bằng được Battle Pass, thế là họ nớp Battle Pass. Khởi đầu bằng việc bỏ tính năng cung cấp nhiệm vụ liên quan tới Aram, khiến người chơi mất lý do tham gia vào chế độ thú vị này, và đồng thời Riot cũng giảm số lượng cũng như chất lượng của những phần thưởng trong Battle Pass. Thấy như thế là chưa đủ độ khó, họ giảm luôn số lượng token mà người chơi có thể nhận được dựa trên thời lượng trận đấu. Điều này khiến cho việc cày level Battle Pass gần như bất khả thi đối với người chơi hệ casual, chỉ dành được ra khoảng 1-2 tiếng mỗi ngày để chơi game. Một ví dụ khác về thất bại trong việc khai thác Battle Pass có thể nói đến là Halo, vô cực. Cũng với số tiền 10 đô như phát này, nhưng trải nghiệm Battle Pass của tựa game này có thể nói gọn trong một từ, đấy là chán. Anh em đừng hiểu nhầm, thật ra thì phần thưởng của Halo Battle Pass cũng khá là ok, nhưng quá trình cày nó thì ôi thôi, nhàm chán cực kỳ. Cụ thể là chúng ta không nhận được tiến trình thông qua hoàn thành được trận đấu, mà các bạn bắt buộc phải làm nhiệm vụ để thăng tiến được tiến trình Battle Pass. Nếu cách dễ hiểu thì để lên một cấp, các bạn cần 1.000 XP. Nhiệm vụ hàng tuần sẽ chúng ta 1.000 XP, còn hàng ngày thì được 100 XP.
Battle Pass của Halo có 100 level. Daddy chill. Tiết toán học bắt đầu. Một level tốn 1000 XP, có tổng cộng 100 level, tức là bạn cần 99.000 XP để lên cấp 100. Mỗi tuần được 1000 XP, mỗi ngày được 100 XP, tức là nếu bạn chăm chỉ, mỗi tuần bạn được 1700 XP, tức là để hoàn thành đấu Battle Pass đấy, bạn cần 410 ngày, tức là 1 năm 2 tháng chơi liên tục từ game này mỗi ngày. Đấy là tôi chưa kể đến việc bạn phải chơi đúng chế độ theo nhiệm vụ, chứ không phải muốn chơi gì thì chơi. Có lẽ rằng tiếng lòng chửi bới của 500 anh em đã đến tay 343 Industry, những người đã làm nên từ game này, và họ đã từ bỏ hướng đi tà đạo, bóc lột người chơi và chấp nhận thay đổi khiến Battle Pass trở nên free và bỏ luôn thời gian giới hạn hoàn thành. Một dấu hiệu đáng mừng cho cộng đồng fan Halo. Với hai ví dụ nói trên, hệ thống Battle Pass nghe qua thì đơn giản đấy, nhưng nếu đưa nó vào trong game và đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi của người chơi lẫn nhà phát hành là không hề đơn giản. Giá trị thực sự của Battle Pass không chỉ mất đi khi bị giới hạn phần quà hay việc khiến thời gian hoàn thành nó gần như là vô vọng, mà chúng có thể biến tướng như trường hợp của Teamfight Tactics, hay còn gọi là đấu trường chân lý. Cụ thể chính là mấy quả trứng linh thú mà bạn nhận được cho Battle Pass đấy. Thử ngẫm nghĩ mà xem, chúng có khác gì loot box được gài vào bên trong Battle Pass hay không? Một bước đi lách luật gần như hoàn hảo đến từ Riot. May mắn là mấy con thú đó chỉ mang tính chất trang trí, chứ không phải kiểu sơn súng tăng đàm, nên việc làm này không ảnh hưởng quá mạnh đến trải nghiệm chơi game của bạn. Một trường hợp khác đáng để kể đến là Overwatch 2. Khi từ game nhà Blizzard được phát hành, nhiều game thủ háo hức với sự ra mắt của Battle Pass mới. Tuy nhiên, có sự thay đổi đáng kể trong chế độ nói trên tại trò chơi này và đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Phần thưởng ngoài mới vật phẩm như skin hay màu thì có thêm nhân vật Kiriko. Nó sơ qua thì đem một support khá là OP với một kỹ năng hồi phục mạnh như Mercy, nhưng lại cơ động như Genji, tới mức một người chơi đã nhận định rằng một Kiriko tốt gần như là bất tử. Vì đưa vật này vào Battle Pass đã khiến từ game này thành pay to win, khi tỷ lệ thắng của đội của Kiriko tăng lên đáng kể. Các bạn có thể xem đây như dạng Michael Jackson trả hình khi thay vì bỏ tiền ra mua nhân vật mạnh hơn thì mua Battle Pass, và trong Battle Pass đó có chứa nhân vật mạnh hơn. Tôi không hiểu nổi một hãng game làm nên huyền thoại với StarCraft, WarCraft là có thể đổ đốn đến như thế này. À, tôi hiểu vì sao rồi. Tóm lại, sự tuột dốc và biến tướng của Battle Pass trong Overwatch 2 là một bằng chứng cho thấy tính năng này không phải là một lời hứa vô điều kiện cho sự thành công của những trò chơi điện tử. Các nhà phát triển cần cân nhắc kỹ lưỡng, đáp ứng đúng nhu cầu và mong đợi cộng đồng game thủ, cân bằng hài hòa lợi ích giữa hai bên thay vì tập trung vào mục tiêu tài chính ngắn hạn nào đấy. Nói bình dân một tí thì bớt tham lại mấy cha nha. Và đó là những gì mà Game Hay muốn gửi đến các bạn trong video về Battle Pass lần này. Còn game nào với quả Battle Pass báo khóa báo không? Các bạn đây là bình luận ngay bên dưới anh em nhé. Còn bây giờ, nếu thấy video này hay và giải trí, đừng quên like, share, cũng như đăng ký kênh Game Hay để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo. Tôi là Hứa Nhân Minh, xin chào và gặp lại.